Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một sàn giao dịch hoàn toàn mới với rất nhiều siêu ưu đãi cho khách hàng, đó là sàn giao dịch 4E. 4E hiện đang cung cấp nhiều sản phẩm tài chính để giao dịch như ngoại hối Forex, tiền điện tử crypto, chứng khoán Mỹ và một số sản phẩm hàng hóa, cùng với các chuyên gia phân tích thị trường và cho lệnh hàng ngày trong nhóm, cùng giao lưu trực tiếp với khách hàng, có các sự kiện trao thưởng và bonus hấp dẫn hàng tuần, hàng tháng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký, nạp tiền, giao dịch, rút tiền trên app nha. Trước tiên là mục đăng ký tài khoản, mọi người có thể đăng ký bằng email hoặc số điện thoại, ưu tiên dùng mail hơn mọi người nha. Chúng ta nhập đầy đủ thông tin như bình thường, mã mời là SHOCRSI. Sau khi đăng ký thành công, chúng ta đăng nhập lại bằng email và mật khẩu đã đặt. Lựa chọn các hình vẽ theo thứ tự để xác nhận con người và nhập mã OTP gửi về email là đã hoàn thành đăng ký. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người nạp và rút tiền trên sàn 4E nhé. Chúng ta vào mục tài sản ở dưới thanh menu, vào đây chúng ta chọn gửi, nạp tiền. Ở đây chúng ta nhấn vào bên tiền điện tử. 4E đang hỗ trợ nạp tiền qua 4 ví là Matic, ERC20, TRC20 và BSC. Chọn ví và sao chép một trong các địa chỉ ví, sau đó qua ví của mình để gửi tiền vào địa chỉ ví đã sao chép là hoàn thành. Tương tự đối với rút tiền, chúng ta cũng vào tài sản, chọn mục rút tiền. Tương tự chúng ta vào tiền điện tử, chọn một trong 4 ví. Dán hoặc quét địa chỉ ví muốn rút tiền về vào, nhập số tiền muốn rút, phí rút là 1 đô, bấm xác nhận. Tiền sẽ về trong 2 đến 3 phút mọi người nha. Trong nhóm MC sẽ có các sự kiện trao thưởng và MC sẽ trao thưởng trực tiếp ngay trên livestream của mình. Nếu mà khi nào mà mọi người đã nhận được về ví thì mọi người xác nhận lên group Vinacom Việt Nam giúp em nhé. Ok, anh Xuân Tiến đã nhận được này. Của anh HKTL thì em vừa mới chuyển. Trong tầm 1-2 phút này sẽ nhận được này. Sau khi anh nhận thì anh xác nhận lên group giúp em nhé. Ok, bây giờ sẽ tới anh Nam Trung Craig. Mọi người chờ ít phút ha. Nam Trung. Ok, đã giao dịch thành công. Vâng, ok, cảm ơn anh Chiến nhiều nhé. Vâng ạ. Sẽ sắp tới sẽ có rất là nhiều các cái event này, những cái sự kiện ở bên cộng đồng của em ha, mọi người theo dõi cả thì sự kiện, tham gia sự kiện ủng hộ em này. À, hiện tại thì cộng đồng Vinacoin, bên Vinacoin tụi em hợp tác với cả Bitget và 4E. Suka. Thế ha, em cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn anh cho để crypto. Thì em giới thiệu một chút xíu về 4E ha. 4E hiện tại thì đang có trụ sở tại Singapore. Đây, em sẽ mở cho mọi người xem. Đây là về 4E, đang có trụ sở là ở Singapore và là sàn giao dịch phái sinh hàng đầu. Giao dịch tức thì cổ phiếu, ngoại hối này, tài sản mã hóa này và hàng trăm những tài sản khác nữa. Và hiện tại 4E đang có những các chương trình event cực kỳ khủng. Các nhà đầu tư cùng nhau chia sẻ quỹ Lotus 2 triệu đô này và Vinacoin đang là đơn vị đưa quỹ này tới nhiều nhà đầu tư. Thì hiện tại là mong các nhà đầu tư có thể cùng nhau hợp tác cùng với bên em để mà chúng ta có thể nhận được quà event nhé. Đây, đây là sàn giao dịch 4E. Vào nhóm cùng MC để nhận kèo độc quyền, giao lưu và giải đáp mọi thắc mắc cùng MC ngay. Đặc biệt, khuyến mãi từ hôm nay đến ngày 30 tháng 9 khi mọi người đăng ký và nạp đầu sẽ nhận được bonus cực khủng. Cụ thể đăng ký và nạp 50 đô, giao dịch đủ khối lượng 20.000 đô, có đòn bẩy sẽ nhận được bonus 20 đô, nạp tối thiểu từ 100 đô, nhận 10% tiền nạp tối đa lên tới 50 đô. Ngoài ra còn có thưởng khối lượng giao dịch khi khách hàng đạt 100.000 đô khối lượng giao dịch với mức thưởng từ 20 đô cho tới 10.000 đô. Tham gia ngày 4E và vào nhóm Telegram của MC để giao dịch thu về lợi nhuận hấp dẫn hàng ngày mọi người nhé.